TV xin kính chào quý vị đang đón xem bản tin tổng hợp và chọn lọc của Phúc TV. Hôm nay bản tin ngày 2 tháng 11 năm 2020 bao gồm những nội dung sau đây. Một trang báo truyền thông của đài CNN phe cực tả bất ngờ ca ngợi Tổng thống Trump. Mỹ điều tra khẩn cấp vụ phiếu bầu chất đống ở bưu điện không được chuyển cho cơ quan bầu cử. Cả thế giới thấp thỏm mong tin bầu cử của nước Mỹ băng đảng đấu súng dữ dội ngay giữa ban ngày tại nước Pháp. Người dân Brazil biểu tình phản đối vaccine Covid-19 của Trung Quốc. 500 người dân băng rừng vượt suối đi nhận hàng cứu trợ. Một hành khách của chuyến bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh dùng bật lửa đốt giấy trên máy bay. đài truyền thông nổi tiếng của nước Mỹ. Từ trước đến giờ thì đài CNN vẫn bị Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án rất nhiều vì những thông tin sai lệch không đúng sự thật và luôn đăng tải những tin tức mà được gọi là fake news. Bất ngờ có một bài báo ngày hôm nay của tác giả Scott Jennings viết ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trước ngày bầu cử. Bài báo nhấn mạnh về việc Tổng thống Trump đã điều khiển nền kinh tế của nước Mỹ rất tốt trong thời gian đại dịch COVID-19 ông ấy đã làm cho nước mỹ tránh được nhiều cuộc chiến phải tốn kém và ông ấy còn đem lại sự an toàn cho những đất nước phía trung đông tác giả trong bài báo cnn còn ca ngợi việc tổng thống trump muốn giảm thuế cho người dân mỹ sau khi ông ấy tái đắc cử bài báo còn nhắc đến việc tổng thống trump đang củng cố sự hùng mạnh cho quân đội mỹ để khẳng định tầm quan trọng của quân đội nước mỹ với thế giới vẫn biết tổng thống Trump không phải là một người hoàn hảo cũng như bao nhiêu người khác nhưng điều đặc biệt lưu ý nhất mà làm cho nhiều người dân Mỹ vô cùng cảm động và ủng hộ là việc ông ấy là vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ tham gia những cuộc biểu tình hàng năm trong vấn đề chống phá thai. Nhiều người nói rằng tổng thống Mỹ Donald Trump chính là tiếng nói thay thế cho những bào thai chưa được chào đời. Năm nay Cuộc bầu cử ở Mỹ được xem là một cuộc bầu cử rất quan trọng trong sự lựa chọn của người dân về việc ủng hộ phá thai hoặc chống phá thai, tăng thuế hoặc giảm thuế cho người dân lao động trên khắp nước Mỹ. Bài báo của CNN còn nhắc rõ, cuộc bầu cử năm 2020 lần này còn là một sự lựa chọn quan trọng trong việc tự do ngôn luận hoặc bị bịt miệng, quản chế bởi những thế lực âm thầm phía sau. Giữa lúc có nhiều tranh cãi về thời hạn chấp nhận phiếu bầu qua thư trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, một video cho thấy nhiều phiếu bầu bị chất đống ở một bưu điện tại bang chiến trường là tiểu bang Florida. Giới chức bưu chiến Mỹ đang điều tra một đoạn video chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cuối tuần qua, cho thấy khoảng 50 phiếu bầu qua thư chất đống tại một bưu điện ở hạt Miami-Dade, hạt lớn nhất của tiểu bang Florida, Người đăng tả đoạn video này là Kuno Maggi, một lãnh đạo dân chủ của Hạ viện tiểu bang Florida. Ông cho biết các phiếu bầu qua thư này đã nằm lại ở bưu điện ít nhất một tuần qua. Giới chức địa phương đã vào cuộc điều tra ngay sau khi đoạn video được chia sẻ. Một công tố viên của tiểu bang cho biết đã yêu cầu tất cả trung tâm phân phối bưu cục ở Miami-Dade lập tức thanh tra và toàn bộ phiếu bầu qua thư còn tồn động phải lập tức được chuyển cho cơ quan bầu cử. Tại tiểu bang Florida, phiếu bầu qua thư chỉ được chấp thuận khi được chuyển cho cơ quan bầu cử địa phương trước 7 giờ tối ngày bầu cử 3 tháng 11, bất kể thư đó đóng dấu bưu điện khi nào. Tiểu bang Florida là một trong những bang chiến trường được đánh giá có thể quyết định cục diện cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay do tác động của đại dịch Covid-19. Số người bỏ phiếu qua thư ở Mỹ trong cuộc bầu cử năm nay tăng kỷ lục hình thức bỏ phiếu này gây khá nhiều tranh cãi về tính hợp lệ của lá phiếu tổng thống mỹ donald trump cuối tuần qua kêu gọi nên ngừng việc kiểm phiếu vào cuối ngày bầu cử chủ nhân nhà trắng cũng ngỏ ý sẵn sàng cho các thách thức pháp lý liên quan đến vấn đề kiểm phiếu hậu bầu cử Bầu cử Tổng thống nước Mỹ luôn nhận được sự quan tâm lớn của quốc tế. Nhưng mà năm nay thì sự quan tâm này lại càng lớn hơn nữa bởi chính sách 4 năm qua của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có tác động mạnh mẽ đến hầu như các nước trên thế giới. Nếu được quyền bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới, có lẽ Israel sẽ là một trong những nơi bỏ phiếu nhiều nhất cho Tổng thống Donald Trump. Kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Israel được hưởng khá nhiều lợi ích chính trị, trong đó phải kể đến việc bình thường hóa quan hệ với ba quốc gia Ả Rập, giúp Trung Đông bớt đối đầu với họ. Tin tức về bầu cử Mỹ tràn ngập các tờ báo của Đức. Tại Australia, người dân cũng thấp thỏm chờ đợi kết quả bầu cử của Mỹ và đặt cược. Không có nước nào trên thế giới theo dõi diễn biến bầu cử Mỹ bằng Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại, công nghệ và đại dịch Covid-19. Với nước châu Âu, về cơ bản việc ông trump tái đắc cử giống như sự xác nhận mỹ đang từ bỏ vai trò lãnh đạo liên minh phương tây tại nước anh giới chức nước này lo ngại rằng nếu ông joe biden đắc cử mỹ sẽ ít quan tâm đến những ưu tiên hàng đầu của họ tại hàn quốc tổng thống moon jae in dường như tin rằng cách tiếp cận của ông trump nhiều khả năng mang lại đột phá trong vấn đề triều tiên một khảo sát mới nhất cho thấy rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt lên dẫn trước đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden tại bang chiến trường Iowa ngay trước cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Một cuộc đấu súng ác liệt như phim đã diễn ra trên một khu phố tại thành phố miền nam của nước Pháp vào chiều ngày 1 tháng 11 năm 2020, hai băng đảng đã dùng súng lục và súng trường nhắm thẳng vào nhau. Cảnh sát cho biết ít nhất là một người đã bị thương. Tiếng súng nổ liên tiếp đã làm rung chuyển quận La Palade. Theo một đoạn video ghi lại hiện trường, các tay súng che kín mặt. Nguồn tin cảnh sát tiết lộ với truyền thông địa phương rằng nguồn cơn đấu súng xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai băng đảng. Một vài nhân chứng khẳng định mâu thuẫn là từ một thỏa thuận buôn bán ma túy. Liên đoàn cảnh sát Pháp nhận định Montpellier đang trên đường trở thành một trong những thành phố có nhiều tội phạm nhất ở Pháp. Nhiều người biểu tình Brazil tập trung tại thành phố Sao Paulo vào ngày 1 tháng 11 năm 2020 phản đối thống đốc bang ủng hộ tiêm chủng bắt buộc phòng chống dịch COVID-19 và cuộc thử nghiệm vaccine của hãng Sinovac của Trung Quốc. Ông Doria đã lên tiếng ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc ngay khi có vaccine hiệu quả và an toàn, dẫn đến cuộc tranh cãi gay gắt với Tổng thống Brazil là ông Bolsonaro ông Bolsonaro tuyên bố việc tiêm vaccine COVID-19 sẽ là tự nguyện. Chánh án tòa án tối cao Brazil thông báo tòa án sẽ ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Tại bang Sao Paulo, vaccine Sinovac đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, tức là giai đoạn cuối cùng trước khi phê chuẩn, với sự hỗ trợ của chính quyền bang. Đến nay, Brazil ghi nhận hơn 5,5 triệu ca nhiễm với hơn 160.000 người chết vì COVID-19, là nước cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Ấn Độ. Tại Quảng Nam, 500 người dân xã Phước Thành, huyện Phước Sơn đã phải đi bộ 15 km băng rừng, vượt núi, vượt suối để cõng gạo được tiếp tế mang về làng. Sáng ngày 2 tháng 11, hàng cứu trợ gồm gạo, mì tôm, nước mắm, áo, quần, vân vân, được cơ quan chức năng và các tổ chức từ thiện tập kết ở cầu treo thôn 3, xã Phước Kim. Đây là số hàng cứu trợ mà người dân xã Phước Thành, huyện Phước Sơn đang bị cô lập do mưa lũ. Tuy nhiên, vì tuyến đường đến xã Phước Thành bị chia cắt nên hàng được tập kết ở đây để người dân địa phương ra nhận mang về nhà. Từ xã Phước Kim đến Phước Thành, mỗi người dân phải đi 15 km đường rừng. Người khỏe thì cõng 60 kg, người yếu thì cõng 20 kg. Đoàn người nối thành hàng, vượt dốc núi dài gần 1 km theo đường rừng để về nhà. Mỗi chuyến đi lấy hàng cứu trợ mất khoảng 4 giờ. Lương thực được tập kết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trước khi chia cho từng hộ. Các nhu yếu phẩm sẽ chia đều cho các hộ dân để đảm bảo trong 10 ngày tới. Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN243 dự kiến khởi hành lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 11 từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh. Khi chuẩn bị kết cánh thì tiếp viên đã phát hiện một nam hành khách trung niên dùng bật lửa đốt giấy ăn tại vị trí ghế ngồi. Tổ bay đã cho máy bay quay lại nhà ga, báo cáo sự việc và bàn giao hành khách trên cho cảng vụ và an ninh sân bay để xử lý theo quy định. Khi được phát hiện, Hành khách này nhanh chóng tắt ngọn lửa, không gây cháy ảnh hưởng tới máy bay. Chuyến bay VN243 cất cánh lại lúc 9 giờ cùng ngày, chậm hơn 1 giờ so với dự kiến. Ông Trần Hoài Phương, giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay, loại bật lửa của hành khách mang lên chuyến bay VN243 là đúng quy định, nhưng mà hành vi bật lửa của hành khách này đã gây uy hiếp an toàn cho hàng không. Hiện tại thì cảng vụ hàng không đang xác minh lỗi vi phạm, động cơ của hành khách để xử phạt. KV xin cảm ơn quý vị đã đón xem bản tin tổng hợp và chọn lọc của Phố Bộ Sa TV. Xin quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành.